Xin chào anh em nha, chào mừng anh em đã quay lại kênh của mình nha anh em. Tiếp tục clip bán máy cho anh em hôm nay. Xin nhắc lại quy định mua máy của mình luôn. Số điện thoại đặt hàng bên mình là 0355 356 356 trên cái bảng nhỏ phía trước nha anh em. Quy định mua máy thì anh em mua làm cọc trước cái cạc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em mua làm cọc 100k Viettel. Phí ship thì anh em tự chịu nha, khoảng 40-50 ngàn. Rồi cái anh em mà chuyển khoản thanh á, tin tưởng mà chuyển khoản thanh mình thì mình sẽ bao ship cho anh em. Quyền mua máy thì rất là đơn giản thôi, mình thì bán máy thì ship cố toàn quốc, ở tỉnh nào mình ship cũng được nha. Anh em chỉ cần cặp trước tiền cho mình hoặc là chuyển khoản là mình sẽ giao hàng cho anh em. Tới nơi thì anh em có quyền kiểm tra máy thoải mái nha, khỏi cần gọi lại điện cho mình nha. Cứ hỏi là có cho kiểm tra hàng hay không thì mình sẽ nhắc lại cho anh em là kiểm tra hàng thoải mái trước khi giao tiền cho shipper. Đó, cho anh em khỏi lăn tăn. Và xài thì lỡ rút trặc thì anh cứ báo với mình, bảo thế này một tuần thoải mái nha, bảo hành thì một tháng anh em. Rồi không dây dòng nữa, mình sẽ giới thiệu máy hôm nay luôn cho anh em nha. Rồi, con máy hôm nay là một em đây, J320 đi. Một con J320 vỏ ring, máy nguyên ring. Vỏ hơi xấu xấu nha nè. Đó. Vỏ không được đẹp nha, màn hình 5 inch. Ra 1,5 bộ nhớ 8 ha, pin 2006. Đó, sườn vỏ thì có xước sát thêm 5 tháng sử dụng rồi, chưa thay thế. Kính thì dán lực cho anh em rồi nha, màn đẹp. Ám nhẹ thôi. Con này ám nhẹ. Đó. Màn rất là sáng đẹp nha. Đó, ám nhẹ nhẹ cái đoạn đây. Ở dưới đây. Màn trắng thì anh em sẽ thấy, mình sẽ quay rõ ràng luôn cho anh em. Được cái là máy riêng nguyên, chả ảnh hưởng gì hộ mình thế giới hết anh em, xài ok luôn. Cái này là J320, xài còn lên mạng xem phim rồi rất là ok nha. Anh em của chú lớn tuổi thì nếu mà thích xài cảm ứng để biết thì con này là cũng ok rồi. Giá 850 nha anh em, giá 850 ha, màn riêng có riêng 850k. Tiếp theo là con Oppo A83, màn hình 5.7, RAM 332, pin con này là 3180 nha anh em. Vỏ ring nè, màn dán lực cho anh em rồi. Màn hình cái đòn trên đây nó hơi vàng vàng nhẹ thôi, không đáng kể ha. Vàng nhẹ, A83, chức năng full. RAM 332 nha anh em, RAM 3GB. Con này thì xài rất là ok. Cảm ơn mượt mà ha. Đó, màn ring lướt thoải mái luôn. Con này đến em giá 1,3 triệu thôi, 1,3 triệu nha, kèm sạc dán lực cho anh em. Tiếp theo là con Oppo F5 anh em. Oppo F5, máy nội địa ha, máy ring, vỏ đẹp, kính đẹp, còn guarantee luôn. Con này màn hình 6 inch, RAM 464, pin con này là 3002 nha. Đó, máy nguyên ring đẹp kèm chức năng full nha. 2 sim nha anh em, bỏ sim là xài thoải mái nha. Oppo F5, máy nội địa nha anh em, máy nội địa nên xài RAM 4GB rồi nè, RAM 464. Con này đến em giá 1,8 triệu nha, 1,8 triệu nha anh em. Mình có một con J4 Lut, cái vỏ xe hơi sức sước này nè, máy ring nha. Đó, J4 Blut ha, màn hình 6 inch, RAM 216, pin 3300. Vỏ thì sức sát thêm 5 tháng nha. Được cái kính keng nha, kính rất là đẹp. Kính này đẹp keng luôn nè, màn ring nha. Chức năng hoạt động ok. Wi-Fi các kiểu, kính đẹp keng nha anh em, kính không có trước luôn á. Kính rất là đẹp nha, J4 cộng nè. Đó. Máy đẹp ha. Con này để anh em giá mềm thôi. 1 triệu F J4 nút 1,3 triệu nè. Con này để anh em 1,3 triệu nha. Máy đẹp ha, mặt sau này xước xước thôi, kính rất là đẹp. J7 Pro, Samsung J7 Pro màu đen, vỏ ring màng ring, máy nguyên ring luôn. J7 Pro RAM 332, màn hình 5.5 inch ha, pin 3003. Máy thì còn xước xác thêm 5 tháng, nguyên ring. Chưa thay thế nha anh em. Nói chung trong kênh mình thì có bán máy thay máy ring, con nào ấy thì mình có báo cho anh em nha. J7 Pro mình báo anh em thích cái dòng nào thì chơi dòng đấy ha. Con này để anh em giá 1,6 triệu nha, 1,6 triệu ha, kèm sạc dán kính. Tiếp theo là con Xiaomi Redmi Note 3 màn hình 5.5 inch nha anh em, RAM 332, pin 4000. Màn đã dán lực cho anh em rồi, nguyên ring, sáng đẹp nha. Xiaomi Redmi Note 3 pin 4000 anh em. Đó. Redmi Note 3 RAM 332, cảm ứng mượt mà ha, xài rất ok. Con này ra đi cho anh em giá 1,3 triệu luôn, 1,3 triệu. Samsung A20,
Con này thay vo mới cho anh em rồi nha. Con này thay vo mới nha. RAM 332 luôn anh em. Màn hình 6 inch 4 biên 4 nha. Đó, kính đại giác ngự lực rồi. Màn sáng đẹp nha. Đó. Ok nha anh em. Chức năng hoạt động ok. Full chức năng nha. Thay vo mới keng nha anh em rồi. Bỏ sim là xài thôi, không có ảnh hưởng gì nữa hết ha. A20, con này để anh em giá 2.3 nha. 2.3, máy đẹp keng luôn. Kèm sạc gắn kính nha. Tiếp theo clip là một con Rebay Root đi, một con Rebay Root. Con này màn hình 5.5 nha anh em, RAM 4, bộ nhớ 32, pin 3000. Vỏ thì nguyên zin, xước xét theo 5 tháng sử dụng rồi. Có xước xét ha. Màn thay nha anh em, con này màn thay mới ha. Màn thay mới bao anh em luôn, xài rất là ok. RAM 4, bộ nhớ 32, pin 3000 nha anh em. Rebay cộng. Con này để anh em giá 1.7 nha. 1.7. Tiếp theo cho anh em là một con Oppo Reno 5. Oppo Reno 5. Mấy ke, cái này dưa mình chưa có đánh bắt anh em, chưa đánh bắt ha, đánh Kana lại là mới ke. Này, sườn ngoài hình này. Rất ok nha anh em. Rất là ok. Ngoài hình đẹp nha. Kính keng, không có xước nha anh em. Kính là keng luôn. Reno 5. Oppo Reno 5. RAM 8 bộ nhớ 128 nha anh em. RAM 8 bộ nhớ 128 nguyên zin ha. Màn hình 6.43, pin con này là 4.300 nha. Con này ra đi cho anh em giá 5.2. 5.2 kèm sạc dán kính nha anh em nha. Một con duy nhất anh em là nhanh tay nha, không thôi con này mình nghĩ chắc bán nhanh thôi. Giá 5.2. Con này mình thu rỉ thì bán rỉ thôi. Tiếp theo là một con Realme 5. Realme 5. Con này là màn hình 6.5 ha, RAM 3, bộ nhớ 64. Pin con này là 5000. Pin 5000. Máy thì kính ngay đây, rìa kính nhẹ một tí nha anh em. Đó, còn màn ok ha. Chức năng full, hoạt động ok. Realme 5, con này rìa nhẹ để anh em giá 1.3. 1.3 nha, kèm sạc dán kính cho anh em nha, pin 5000. Tiếp theo là một con Vivo pin 5000 nữa anh em. Con này Y11 ha, Vivo Y11 máy riêng nguyên nha. Vivo Y11. Con này RAM 332, màn hình 6.5 và pin 5000. Đó. Pin 5000 luôn. Chức năng hoạt động ok luôn. Vivo Y1 con này ra đi cho anh em giá 1.7 nha. 1.7 nha anh em, kèm sạc dán kính cho anh em đầy đủ nha. Tiếp theo là con Oppo F3. Oppo F3 màn hình 5.5 ha, RAM 464, pin 3200. Con này thay vỏ mới keng nha anh em rồi. Con này thay vỏ mới nha anh em. Ủa nguồn còn pin không? Con này hết pin mất rồi. Tí mình sạc pin lại ha. RAM 464, con này ra để anh em giá 1.8 nha. 1.8 nha anh em. Kèm sạc dán kính ha, máy đẹp. Tiếp theo là con Oppo A31 anh em. Oppo A31 máy riêng nguyên, màn hình 6.5 ha. RAM 6 bộ nhớ 128 nha anh em, chứ không phải RAM 4 nha. Con này bản RAM 6 nha. 128, pin 4230. Đó, máy màn sáng đẹp nha. Máy cực sáng đẹp luôn. Đó, wifi cực mạnh ha. Chức năng full nha anh em. Oppo A31, RAM 6 bộ nhớ 128. Đây này, bản khủng nha. Bản RAM khủng nha anh em, chứ không phải RAM rửa nha. A31, chức năng full quốc tế. Bỏ sim là xài ha. Đó, màn sáng đẹp nguyên zin. Anh em cứ xem kỹ clip ha, mình thấy vỏ đánh giá đẹp tầm trên 97. Con này để anh em giá 2.8 nha. 2.8 nha anh em. Kèm sạc dán lực cho anh em luôn. Máy đẹp. Tiếp theo là con iPhone 8 Plus riêng nguyên. Tầm 98.9 nha. Pin con này chỉ 75 thôi, pin không có cao nha. Chưa thay mình để nguyên riêng mình bán không thay pin. 64GB full quốc tế, bỏ sim là xài. Chức năng cho anh em reset thoải mái ha. Máy này quốc tế luôn, con tay bằng chân đầy đủ ha. Đó. Con này để anh em giá 6.6 nha. 6.6 kèm sạc dán lực cho anh em luôn, máy đẹp như mới ha. Keng sạc em. Tiếp theo là con Vivo Y30. Vivo Y30 máy đẹp keng 98 trở lên, màn hình 6.47, RAM 4 bộ nhớ 128 nha anh em, pin 5000. Máy cực đẹp luôn, lưng kính rồi các kiểu, nói chung là đẹp keng. Con này nó đẹp tầm 98 trở lên ha. Chức năng thì ok, full quốc.
không có chức năng nào lỗi hết nha anh em. Ok nha, con này ra đi cho anh em giá 2.8 triệu luôn anh em, 28 kèm sạc dán kính cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy nha. Máy cực đẹp luôn, Vivo i30. Tiếp theo là một con Oppo A9 2020, máy nguyên riêng đẹp, 9899 nha. Lưng sau này do sẹp lưng thì nó có viền vàng nhẹ, còn cực đẹp luôn, tự dán keo á, mình mới lột ra. Kính đã dán lực cho anh em rồi, máy cực đẹp. Nói chung con máy này không thể chê được anh em. Đó, Oppo A9 2020, RAM 8 bộ nhớ 128 anh em. Màn hình 6.5 ha, pin 5000. Máy cực trâu bò. Đó. Pin cực trâu luôn. Xài ok. Chức năng thì miễn bàn nha anh em, ok luôn, không lỗi chức năng nào hết nha. Rồi, clip này xin tạm dừng bằng con máy Oppo A9 2020 giá 3.7 triệu nha anh em. 3.7 triệu. Rồi, mình xin dừng clip lại đây. Chúc anh em có một ngày làm việc thật là vui vẻ, hạnh phúc ha. Nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh mình nha anh em. Chào anh em, hẹn anh em clip ngày mai.